tiểu nhân đắc chí. Người đâu, mau đuổi theo. Mau đuổi theo. Được rồi, được rồi. Được rồi mà. Nhớ mẹ rồi có phải không? Nhớ mẹ rồi phải không? Mẹ của con kỳ quá, giờ này vẫn chưa về nữa. Được rồi, được rồi. Đừng có khóc, đừng khóc nữa mà. Đừng khóc nha. Ngoan đi, chúng ta tìm mẹ nha. Ngoan đi. Chúng ta đi tìm mẹ thôi. Tìm mẹ thôi. Cầm lấy cái này đi. Chào mẹ đi nào. Phải rồi, Tiểu Bảo đòi ăn cá, nhớ ra bến tàu mua mấy con cá tươi nha. Không được cử động. Khốn kiếp. Đi theo tôi, nhanh lên. Đây là thân phận mới của cô. Còn có tiền nữa. Thuyền thì buổi tối mới đi. Chúng ta chờ ở đây thêm một chút, kiểm tra xem có gì sơ sót không. Cái này tôi là bạn của Lạc Băng. Anh chờ một chút, tôi tắt bếp cái đã, rồi sẽ đi cùng anh. Ném đi. Phù hộ Lạc Băng, tất cả thuận lợi. Có một người yêu thương,
có thể luôn chăm sóc nó để sống hạnh phúc cả đời. Phù hộ Tiểu Bảo có thể bình bình an an, khỏe mạnh trưởng thành. Hy vọng cả nhà của họ có thể được hạnh phúc. Ngồi xuống đi. Không sao chứ? Mẹ, trưởng Phụng Hình bị thương nặng như vậy rồi còn có thể bình thản, Phương mổ bái phục. Tên khốn kiếp, cậu tưởng cậu thắng tôi rồi sao? Chỉ cần tôi xảy ra chuyện thì cậu đừng có hồng toàn thân mà rút lui. Nếu trưởng Phụng Hình đang nhắc tới đám bạn cũ của ông thì tôi tin vàng thỏi của tôi có thể khiến cho họ nhanh chóng quên ông thôi. Được, Phương Lê, cậu tưởng là cậu làm như vậy là có thể một tay che trời hay sao? Cậu đừng có quên, từ căn bản cậu chỉ là một con chó của người Nhật Bản mà thôi. Tới cả Lý Sĩ Quần chúng còn không tha, huống hồ là cậu. Người Nhật Bản, người Nhật Bản có thể ở lại bao lâu? Đáng tiếc, không ngờ tới cuối cùng lại phải chết trong tay của tên tiểu nhân hai mặt như là cậu đây. Tới đây, tốt nhất là một súng bắn chết tôi luôn đi. Đừng có làm mấy chuyện quỷ tha ma bắt, như vậy thì khốn nạn lắm. Làm cho tôi coi thường cậu hơn thôi. Trưởng Phụng Hình, hai ta đấu lâu như vậy rồi mà ông không hiểu tôi gì hết. Con người của tôi ghét nhất là giúp người khác đạt thành tâm nguyện đó. Ra đi đi. Trưởng Phụng Hình, nhìn có quen không? Ông cả đời kiêu ngạo, tự tay tôi kết thúc ông thì dễ dàng cho ông quá. Chi bằng để cho anh Diễn Đông đi tiễn ông một đoạn nha. Phương Lê,
Cậu đúng là một tên tiểu nhân bỉ ổi. Cậu dám để tên rác rưởi này tới sỉ nhục tôi như vậy sao? Cầm lấy. Cậu nhìn hắn đi, thứ rác rưởi ngay cả con dao cũng không cầm được nữa. Vậy mà còn dám giết tôi sao? Cậu có biết cậu bị tên tiểu nhân này lợi dụng hay không chứ? Cậu là ốc heo sao? Phế vật. Hắn kêu anh là phế vật gì? Nhìn hắn đi. Cậu nói với hắn cậu có phải rác rưởi không? Đừng để hắn lợi dụng cậu. Tôi hỏi anh có phải rác rưởi không? Mau nói đi. Nói đi. Cậu bị tên tiểu nhân này lợi dụng rồi, đồ rác rưởi. Cậu có phải rác rưởi hay không? Nói cho ông ta biết đi. Mau nói đi. Mau nói đi. Mẹ. 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 Lạc Băng. Mẹ. Buông tôi ra. Lạc Băng. Xin lỗi em. Bên bến tàu đã phục lệnh, nói tất cả diễn theo như kế hoạch. Cho dù cuối cùng thi thể bị phát hiện, xem ra cũng chỉ là do ngoài ý muốn thôi. Biết rồi. Còn nữa, bên kia đã trả lời, nó điều động công tác năm sau sẽ về Thượng Hải. Anh đi đi. Trừ khử được đối thủ khó nhằn nhất trong cuộc đời, không khiến cho Phương Lê có chút vui vẻ gì hết. Thời khắc này hắn thậm chí cảm thấy có chút sợ hãi. Đối thủ khó nhận tiếp theo sẽ là ai đi? Liệu có phải là người anh em thân thiết nhất của chính mình, Trần Khắc Hải? Em đã mất mẹ rồi, em còn có anh và Tiểu Bảo. Lời anh nói tiếp theo em nghe cho rõ đi. Anh biết em hận Phương Lê, nhưng đây không phải là lúc tìm hắn trả thù. Nếu hắn đã cho rằng em chết rồi, vậy chúng ta tương kế tự kế. Trước hết em trốn đi, khi chúng ta còn sống mới có hy vọng thôi. Chỉ cần hắn cho rằng em đã chết, thì anh và Tiểu Bảo tạm thời sẽ an toàn. Chờ qua một thời gian, anh sẽ nghĩ cách đưa hai người đi. Đồng chí Lạc Băng, xin em hãy tin tưởng anh. Lạc Băng phát hiện cả bản thân và mẹ của mình đều bị quần thống đuổi giết. Giờ khắc này, một chút ảo tưởng cuối cùng của cô ấy đối với quần thống đều đã bị phá nát. Cô ấy quyết định sẽ làm theo trái tim mình, nắm tay Trần Khắc Hải, kề vai tác chiến.